Bất động sản Phúc Đức Land xin chào quý khách và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn căn góc cho thuê thuộc khu chung cư Phú Gia Orchid Park. Có vị trí tọa lạc ngay khu dân cư Cầu Tích Phú Gia, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Căn hộ là căn góc có hai view, phòng ngủ và bếp view nhìn ra sông Xoài Rạp, phòng khách view nội khu. Căn hộ có diện tích 72,57 m², thiết kế 2 phòng ngủ, 2 toilet, sân phơi đồ riêng biệt, ban công rộng rãi thoáng mát. Nhà có đầy đủ rèm cửa, tủ bếp trên tủ bếp dưới. Giá cho thuê hiện đang được chủ nhà gửi cho thuê trong tháng 11 năm 2022, có giá là 5,5 triệu đồng trên tháng. Tiện ích nội khu gồm có siêu thị mini Cook Food và 2 trường mầm non ngay khu thương mại của chung cư, quán cà phê, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, trung tâm làm đẹp Beauty Spa. Trường cấp 3 Dương Văn Dương. Tiện ích ngoại khu gồm có trường mầm non Mạ Non và trường Hoa Lan, trường cấp 1 cấp 2, trường cao đẳng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Siêu thị Cúc Mát, chợ Mương Chuối, trung tâm y tế huyện Nhà Bè, ủy ban nhân dân huyện, chi cục thuế, công an huyện, công viên huyện rộng 10 ha, nhà văn hóa. Quý khách không phải mất công di chuyển xa, chỉ trong bán kính 1 km là đầy đủ các tiện ích để phục vụ quý khách và các bạn. Từ khu chung cư các bạn di chuyển qua khu đô thị mới Phú Mỹ Hương khoảng 5 km, lên trung tâm chợ Bến Thành quận 1 khoảng 12 km. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm, ký gửi mua bán, cho thuê căn hộ chung cư Phú Gia Nhà Bè, nhà đất và căn hộ chung cư khu vực quận 7, Nhà Bè và thành phố Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ 0934 080 888 hoặc 0988 136 639 để được tư vấn và tham quan thực tế dự án và nhiều sản phẩm khác. Giá cho thuê nếu có thay đổi mình sẽ cập nhật vào trong phần mô tả và trong bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy cho mình một like. Mọi đóng góp các bạn vui lòng comment vào phần bình luận của video này, mình sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn. Và nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video và sản phẩm mới nhất của mình.